Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay là tiết bài tập thấu kính. Đây là một cái tiết học rất quan trọng vì các em sẽ được thầy luyện tập cho cái kỹ năng giải bài tập về thấu kính. Thì cái bài tập về thấu kính nó gồm có hai phần. Thứ nhất là phần vẽ hình và thứ hai là phần tính. Thì cái bài tập thấu kính chắc chắn trong cái nội dung kiểm tra học kỳ 2 sắp tới sẽ có. Cho nên là thầy mong rằng các em tập trung, các em có thể lấy viết ra để các em cùng luyện tập về cái phần bài tập, kể cả bài tập về vẽ hình cũng như là bài tập về tính toán. Thì để giải bài tập về thấu kính thì nội dung của trong cái tiết học ngày hôm nay thì thầy sẽ trình bày với mấy em gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là vẽ hình với thấu kính, tức là bài tập về hình vẽ. Nội dung thứ hai, xác định vị trí của vật hoặc là ảnh, tức là ta tính khoảng cách từ vật đến thấu kính hoặc tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Và nội dung thứ ba, xác định tiêu cự của thấu kính nếu biết vị trí của vật và ảnh. Thì nội dung bài tập thấu kính gồm có 3 cái yêu cầu, và đó chính là 3 yêu cầu cơ bản. Tức là trong bài tập về thấu kính sẽ có, chắc chắn là có cái phần vẽ hình, còn xác định vị trí của vật hoặc là xác định tiêu cự thì tùy theo đề bài. Như vậy là thầy sẽ hướng dẫn các em ở cả 3 cái nội dung này. Về phương pháp chung thì các em phải biết cách sử dụng các tia sáng đặc biệt của thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ để dựng ảnh. Và đây là cái kỹ năng mà bắt buộc mỗi em đều phải có. Các em làm bài tập hình học, nếu mà các em vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì tất nhiên là cái bài toán hình học đó các em không có điểm. Thì cái này cũng thế. Khi các em muốn tính những cái đại lượng D phẩy hoặc là F mà các em vẽ hình sai thì chắc chắn là các em cũng không có điểm, cho dù là các em có ra kết quả đúng. Cho nên cái kỹ năng này thầy đề nghị các em cố gắng, các em luyện tập làm sao để các em vẽ được cái hình. Và muốn như vậy thì chỉ cần nắm vững các tia sáng đặc biệt, cách dựng ảnh ở 2 bài trước. Và đặc biệt, sau khi dựng được ảnh thì cái tính chất của ảnh cho mỗi loại thấu kính các em cần phải nắm vững để ta áp dụng vào từng bài cụ thể. Ví dụ, đối với thấu kính hội tụ thì nó cho ảnh thật ngược chiều với vật. Tức là khi nó cho ảnh thật thì ảnh thật luôn ngược chiều với vật. Còn khi nó cho ảnh ảo thì ảnh ảo luôn cùng chiều và lớn hơn vật và nằm xa thấu kính hơn vật. Đó. Đây là 3 cái ý chính các em cần phải nắm. Ngược lại, ở thấu kính phân kỳ thì đối với thấu kính phân kỳ không cho ảnh thật mà nó luôn cho ảnh ảo. Như vậy ta nhớ, thấu kính hội tụ thì có thể cho ảnh thật hoặc là cho ảnh ảo, nhưng mà riêng với thấu kính phân kỳ thì luôn cho ảnh ảo, và ảnh ảo này cũng cùng chiều với vật nhưng mà lại nhỏ hơn vật và nằm gần thấu kính hơn vật. Thì cái điểm này nó khác với thấu kính hội tụ. Thì trong cái phần bài học thầy đã giới thiệu rồi. Trong cái bài tập vẽ hình, nếu biết vị trí của vật và ảnh thì các em cần phải biết cách xác định quan tâm, và các em sử dụng các tia sáng đặc biệt để các em xác định tiêu điểm hoặc là tiêu cự. Về bài tập tính, nếu muốn xác định vị trí của ảnh, tức là D' mà ta đã ký hiệu rồi đó, D' là OA' đó, là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính đó,
biết vị trí của vật, tức là biết OA và biết tiêu cự, thì khi em sử dụng kiến thức hình học, cụ thể là tam giác đồng dạng, để ta tính được D', hoặc tương tự ta cũng tính được D nếu biết D' và F. Nếu biết ảnh cao gấp mấy lần vật, đây là một cái dạng bài khác, tức là ta cho biết ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật, hoặc là ảnh nhỏ hơn vật bao nhiêu lần, thì từ cái cặp tam giác đồng dạng đầu tiên, các em nhớ lại, thì các em phải tính được D và D', rồi từ đó các em mới tính được cái tiêu cự. Nhớ, ta phải tính trước hai cái đại lượng này, D và D', thì các em mới tính được tiêu cự. Đó là về phương pháp. Bây giờ ta sẽ xét cụ thể từng bài tập một. Bài thứ nhất, bài 1. Cho các hình vẽ sau, cho biết AB là vật sáng, A'B' là ảnh của AB. Câu 3 yêu cầu: A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo, vì sao ta biết? B. Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Giải thích. Và C. Bằng cách vẽ, hãy xác định quan tâm các tiêu điểm F và F' của mỗi thấu kính. Đây là hai hình vẽ. Thì câu A, câu B thì ta có thể suy đoán nhanh. Hình thứ nhất, A'B'AB. Như vậy A'B' là ảnh. Và các em nhận xét xem ảnh và vật nó cùng chiều hay ngược chiều. Nhìn vô cái chiều mũi tên thì ta biết ngay ảnh ngược chiều với vật. Mà ảnh ngược chiều với vật thì là ảnh gì? Đó chính là ảnh thật. Còn ở trường hợp thứ hai, A'B' và AB lại cùng chiều. Như vậy chỉ có ảnh ảo thì mới cùng chiều với vật thôi. Như vậy cái câu A dễ dàng ta giải thích. Vì ảnh A'B' ngược chiều với AB nên A'B' là ảnh thật. Trường hợp này, vì A'B' cùng chiều với AB nên A'B' là ảnh ảo. Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Như vậy là chỉ có thấu kính nào mới cho ảnh thật? Chỉ có thấu kính hội tụ. Còn hình thứ hai, A'B' là ảnh ảo, thì ta nhớ lại ở thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ đều cho ảnh ảo, nhưng mà nó có cái điểm gì nó khác nhau? Đó chính là độ lớn của não. Thì ở hình thứ hai, độ lớn của não lớn hơn vật. Như vậy, thấu kính này là thấu kính hội tụ. Như vậy câu A, câu B thì ta giải thích rất dễ dàng. Đó, em nhớ được cái tính chất của ảnh thì ta dựa vào đó khi em giải thích. Ở câu C, bằng cách vẽ hãy xác định quan tâm mô các tiêu điểm. À, bây giờ liên quan đến cái kỹ năng vẽ hình. Xác định quan tâm ô các tiêu điểm F và F'. Trước khi xác định quan tâm ô thì ta phải nhớ đường đi các tia sáng đặc biệt. Ta biết B là điểm sáng, và thường mà mình sử dụng các tia sáng đặc biệt từ B. Còn B' là ảnh. Và một cái đặc điểm là gì? Ảnh là giao điểm của các tia ló. Ảnh là giao điểm của các tia ló. Thì đối với thấu kính hội tụ, các em sử dụng hai tia đặc biệt, đó là tia tới song song của trục chính, tia ló đi qua F'. Tia thứ hai, tia tới qua quan tâm cho tia ló chuyển hẳn, và giao điểm của hai tia ló này là ảnh B'. Như vậy cái ảnh B' này nó là giao điểm của hai tia ló, và cái B' này nó phải nằm trên những đường thẳng nào? Đó thì ta phải nhớ nó phải nằm trên những đường thẳng nào. Như vậy
Khi em sử dụng tia sáng đặc biệt, nếu ta nối B với B phẩy, tức là tia tới từ B truyền thẳng đến B phẩy, thì cái tia này chính là cái tia qua quang tâm. Như vậy ta nối B với B phẩy cách trục chính ở điểm nào thì điểm đó chính là quang tâm, và ta xác định được thấu kính. Như vậy việc xác định quang tâm cũng không có gì khó khăn lắm, ta chỉ việc nối B với B phẩy, đó là ta đã sử dụng cái tia đặc biệt. Rồi bây giờ muốn xác định tiêu điểm F phẩy thì các em dựa vào cái tia đặc biệt thứ hai. Tia tới từ B song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy, và tất nhiên nó phải đi qua ảnh B phẩy. Như vậy ta chỉ cần vẽ tia tới từ B song song với trục chính thì tia ló nó sẽ đi qua ảnh, đồng thời đi qua tiêu điểm F phẩy. Tia ló này cách trục chính tại điểm nào thì điểm đó chính là tiêu điểm F phẩy. Rồi các em lấy một cái điểm đối xứng với F phẩy qua ô, đó là chính, đó là tiêu điểm F. Như vậy có khó không nè? Muốn xác định vị trí thấu kính, sử dụng tia tới qua quang tâm bằng cách nối B với B phẩy. Muốn xác định tiêu điểm F phẩy, sử dụng tia song song trục chính, tia ló đi qua ảnh, đồng thời đi qua F phẩy. Ở hình 2 cũng thế. Ở hình 2 thì sau khi ta biết được A phẩy B phẩy là nào thì thầy sẽ vẽ lại theo cái quy ước. Thì bước đầu tiên ta cũng nối B phẩy B, và cái phần trước thấu kính thì ta vẽ nét đứt, và cũng cách trục chính tại một điểm, đó chính là quang tâm. Từ B phải tia tới song song trục chính, tia ló trong trường hợp này là tia ló có đường kéo dài, tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy và có đường kéo dài đi qua B phẩy. Như vậy từ cái điểm cách trục cách thấu kính ta nối với B phẩy, rồi các em kéo qua bên kia thì tia ló đó sẽ cách trục chính tại F phẩy. Và từ đó ta lấy được tiêu điểm F. Như vậy đây là cái bài tập cơ bản, bài tập vẽ hình cơ bản, tức là cho biết vị trí khu vật, vị trí của ảnh, xác định quang tâm và các tiêu điểm F, F phẩy. Thầy nhớ. Bây giờ thầy chuyển sang một cái dạng bài vẽ hình khác. Bài số 2. Cho hình vẽ A, biết A phẩy B phẩy là ảnh của AB, xác định vị trí của vật sáng AB, từ đó vẽ thêm tia tới ứng với tia ló B phẩy G. Ở hình B, vẽ thêm các tia tới ứng với các tia ló, từ đó xác định vị trí điểm sáng S và S phẩy. Giờ ta coi hình thứ nhất. Hình thứ nhất thì người ta cho biết thấu kính, vị trí của ảnh, các tiêu điểm. Yêu cầu là xác định vị trí khu vực AB. Đây là cái bài toán ngược. Thường người ta yêu cầu các em xác định vị trí của ảnh, thì từ vật AB, từ điểm B các em vẽ tia tới. Nhưng mà giờ người ta lại cho cái vị trí của ảnh, tức là bài toán ngược, thì ta vẽ các tia tới. Thì cái tia B phẩy G là một tia ló ứng với một tia tới bất kỳ, không nằm trong ba tia đặc biệt, cho nên các em hãy để đó, chưa cần phải quan tâm. Cái quan tâm của ta bây giờ là gì? Là ta biết được ảnh B phẩy, ta biết được tiêu điểm F phẩy. Như vậy chắc chắn tia ló phải đi qua hai điểm này, cho nên ta sẽ nối B phẩy F phẩy. Này,
Và trong cái tia đặc biệt, tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy. Thế ngược lại, nếu tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy thì tia tới phải như thế nào? Thì tia tới phải song song với trục chính. Người ta nói ngược lại. Từ điểm trên thấu kính, các em vẽ đường thẳng song song, đó chính là tia tới. Như vậy ta đã có một tia tới rồi. Thì nếu như ta xác định thêm một tia tới nữa, và giao điểm của hai tia tới này, đó chính là điểm sáng B, thì ta đã có B phẩy và O, các em nối B phẩy O. Thì hai cái tia tới này nó cách nhau tại một điểm, đó chính là B. Từ B kèm hạ đường vuông góc. Vậy ta đã xác định vị trí của vật AB. Thế còn tia ló GB phẩy làm một tia bất kỳ không nằm trong các tia đặc biệt, làm sao ta vẽ được cái tia tới ứng với cái tia này? Thì ta chỉ cần nhớ lưu ý: điểm sáng là giao điểm của các tia tới, là B đó. Còn ảnh là giao điểm của các tia ló. Như vậy khi em đã có điểm B là điểm sáng, thì chỉ cần nối B với G, đó chính là tia tới ta cần vẽ. Được chưa nào? Thì cái bài tập hình vẽ bài số 2 này nó ngược lại so với bài 1. Còn cái hình thứ hai thì các em nhận xét là cái yêu cầu các em là vẽ thêm các tia tới ứng với các tia ló. Thì ở đây nó có hai cái tia ló, một tia là ló là đi qua quang tâm và một tia ló là đi qua F, và đây là một thấu kính phân kỳ. Thì ta nhớ, đối với thấu kính phân kỳ, tia tới chỉ có hai tia đặc biệt thôi. Tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm trước thấu kính. Như vậy từ cái hình này, khi em quan sát cái tia thứ hai này, tia ló này có đường kéo dài đi qua F, thì tia tới nó phải song song với trục chính. Đúng chưa nào? Rồi cái tia thứ nhất, tia ló đi qua quang tâm, thì tia tới nó phải trùng với tia ló, tại vì nó chuyển thẳng thì nó phải trùng với tia ló. Cho nên khi đã biết được cái tia ló đi qua quang tâm, thì các em kéo dài cái tia ló này về phía trước thấu kính, thì đó chính là tia tới. Như vậy hai tia tới này cách nhau tại điểm một điểm, đó chính là điểm sáng. Và hai tia ló này có đường kéo dài cách nhau tại một điểm, thì đó chính là ảnh. Đã, như vậy thì qua hai cái bài tập hình vẽ này, em thấy chỉ cần em nắm vững các đường đi các tia sáng đặc biệt của hai thấu kính, em nắm vững tính chất của ảnh tạo bởi các thấu kính, thì các em áp dụng để các em giải thích hoặc là các em vẽ hình đều được hết. Bây giờ ta qua cái dạng bài tập tính, bài số 3. Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Biết AB tức là chiều cao của vật sáng đó, bằng 4 cm. Biết vật đặt cách thấu kính 30 cm, dựng ảnh của B qua thấu kính. Từ đó hãy xác định tính chất của ảnh, chiều cao của vật. Câu B: để thấu kính cho ảnh nào có cùng chiều cao như trên thì phải dịch chuyển vật theo chiều nào, một đoạn bao nhiêu? Thì cái bài số 3 này, cái câu A là cái câu cơ bản, cái câu B là cái câu nâng cao một chút, và khả năng các em đều làm được hết, chứ không phải là một cái câu mà gọi là cực khó.
Rồi trước hết thì các em dựng ảnh trước. Vật AB cách thấu kính 30 cm, tiêu cự là 20 cm. Thì nếu như em nào mà thuộc được cái bảng tính chất của ảnh mà thầy đã chia sẻ trong cái bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thì cái trường hợp này là vật đặt cách thấu kính trong khoảng nào? Đó là D lớn hơn F và nhỏ hơn 2F. Như vậy nó sẽ cho ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật. Như vậy, cho nên có thể là các em chưa cần vẽ hình, nhưng mà các em có thể nêu được tính chất của ảnh. Có thể nêu được tính chất của ảnh là gồm có 3 ý. Ý thứ nhất, ảnh thật hay ảnh ảo, ảnh cùng chiều với vật hay lớn hơn vật. Và một tính chất đó là vị trí của ảnh, thì đó là cái phần tính toán về game dựng ảnh bình thường. Từ B, sử dụng tia tới song song trục chính, tia ló đi qua F phẩy, và tia tới này cách trục chính, xin lỗi, cách thấu kính tại điểm Y. Tia tới của quang tâm, tia ló chuyển thẳng, giao điểm của hai tia ló là ảnh B phẩy. Rồi các em hạ đường vuông góc, ta xác định được A phẩy B phẩy. Như vậy vẽ hình xong thì cái phần mà xác định tính chất của ảnh thì các em có thể nêu ra A phẩy B phẩy là ảnh gì? Là ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật. Nha, nhớ tính chất của ảnh là gồm có 3 ý: là ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật. Và trong câu A thì ta xác định và tự tính được cái chiều cao của ảnh. Thì thầy gợi ý về cái phương pháp làm, thì các em lấy giấy viết và các em cùng làm. Và nếu mà không kịp thì các em có thể mở ra xem lại để các em tự các em tính lại nha. Phần gợi ý, thì trong cái bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ thì ở câu vận dụng thầy cũng đã có cái câu C6, giờ thầy cũng ôn lại về cái phần tính giùm em. Thì đầu tiên thì các em quan sát, nhận xét về tam giác đồng dạng, thì tam giác OAB đồng dạng tam giác OA phẩy B phẩy, yếu tố là góc góc. Từ đó các em đưa ra được hai tỉ số bằng nhau là OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Về cái phần tóm tắt thầy ghi ở đây, thầy đặt luôn ký hiệu OA trên hình vẽ mình. OA là khoảng cách từ vật đến thấu kính, ta gọi là D. OA phẩy là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, ta gọi là D phẩy. H là chiều cao của vật là AB, và H phẩy là chiều cao của ảnh là A phẩy B phẩy. Như vậy từ cái tỉ số này thì các em thay bằng ký hiệu D trên D phẩy bằng H trên H phẩy, ta gọi hệ thức số 1. Và ta xét tiếp cặp tam giác thứ hai đồng dạng. Khi mà các em xét cặp tam giác thứ hai thì ta lưu ý ở cặp tam giác thứ nhất thì ta kiểm tra tùy theo bài nha. Thì ở cái bài này là ta mới chỉ biết được D và H, chứ còn D phẩy và H phẩy ta chưa biết. Cho nên là cái hệ thức số 1 ta chưa tính được gì hết. Vì thế ta mới xét tiếp cặp tam giác thứ hai OIF phẩy. Em thấy tam giác này chưa? OIF phẩy. Và tam giác A phẩy, B phẩy, F phẩy, hai tam giác này đồng dạng. Ta ghi cái tỉ số đồng dạng, tỉ số bằng nhau ra. Và các em thay, trước khi thầy thì thầy nói trước A phẩy F phẩy, A phẩy F phẩy, các em sẽ thay bằng O A phẩy trừ cho O F phẩy, đúng chưa? A phẩy F phẩy, các em thay bằng O A phẩy trừ cho O F phẩy. Và O A phẩy thì là D phẩy,
OF phẩy là F. Như vậy ta có tỉ số này, ta gọi là hệ thức số 2. OI bằng AB là H, A phẩy B phẩy là H phẩy, OF phẩy là F, và A phẩy F phẩy ta thay bằng D phẩy trừ F. Thì thế từ hệ thức 1 và 2 em nhận xét nó có một vế nó giống nhau, đó là H trên H phẩy. Như vậy ta suy ra hai vế còn lại bằng nhau từ 1 và 2. Ta suy ra D trên D phẩy bằng F trên D phẩy trừ F, ta gọi là hệ thức số 3. Như vậy sau khi ta suy ra được rồi, ta có hệ thức số 3 thì ta kiểm tra D người ta cho rồi, F người ta cho rồi. Như vậy ta tìm D phẩy thì các em sẽ thay số vào hệ thức số 3 thì các em sẽ tính được D phẩy bằng 60 cm. Thì phần này là các em tính rồi nha, thầy chỉ gợi ý thôi. Rồi sau khi ta tính được cái D phẩy bằng 60 cm thì các em lại thay D và D phẩy và H. D có rồi, H có rồi, D phẩy có rồi, các em thay vào hệ thức số 1 thì em sẽ tìm được H phẩy, tức là độ cao của ảnh là 8 cm. Em xem kỹ lại để ta biết cách trình bày. Bây giờ ở câu B, để thấu kính cho ảnh não có cùng chiều cao như trên thì phải di chuyển vật theo chiều nào một đoạn bao nhiêu. Thì các em nhớ, ở thấu kính hội tụ, muốn cho não thì vật phải nằm trong khoảng tiêu cự. Như vậy ta chưa vẽ hình, ta chưa tính, nhưng mà ta có thể dự đoán được cái gì? Là ta dự đoán được ta phải di chuyển vật lại gần thấu kính, và chắc chắn cái vật này nó phải nằm trong khoảng tiêu cự. Như vậy lúc này cái hình vẽ của mình như thế nào? Thì có hai trường hợp. Hoặc là các em vẽ sang một cái hình mới, tức là các em vẽ cái vật AB nằm trong khoảng tiêu cự, hoặc là các em vẽ ngay trong cái hình này. Thì tóm tắt lại, ta gọi cái khoảng, người ta hỏi mình thì phải di chuyển vật theo chiều nào một đoạn bao nhiêu. Như vậy A là cái đoạn ta cần di chuyển. Bây giờ em nhìn thấy cái hình, nhìn thì có vẻ rắc rối nhưng mà cũng không khó lắm đâu. Thì nói chậm lại các em thấy, bây giờ cái hình ban đầu của mình là cái đường màu đen, đúng như nào? Thì các em nhớ nguyên tắc, khi di chuyển vật lại gần hay là ra xa thấu kính thì cái tia tới BI luôn luôn giữ theo cái phương này, tức là phương của tia tới không thay đổi. Mà nếu phương của tia tới không đổi thì phương của tia ló cũng không đổi. Như vậy là cái ảnh B'1 lúc sau cũng phải nằm trên cái tia ló này. Và các em đã biết cái ảnh này nó là ảnh não. Như vậy là các em vẽ đường kéo dài, tìm đến cái vị trí nào mà các em đo cái khoảng cách từ B, từ cái điểm đó đến trục chính, nó bằng với cái khoảng chiều cao ảnh A'B'. À, tức là từ B'1 đến trục chính nó phải bằng B' đến trục chính. Giả sử đến đây thì đây chính là ảnh B'1. Rồi từ B'1 này các em vẽ đường thẳng đi qua quan tâm thì đây chính là tia tới từ điểm sáng qua ô và chuyển thẳng. Như vậy hai cái tia tới này nó cách nhau tại điểm B1, và đây chính là cái vị trí mới của vật là A1 B1. Ta gọi OA1 bằng D1 là khoảng cách từ vật tới thấu kính ở vị trí mới, D'1 bằng OA'1 là khoảng cách từ thấu kính đến ảnh lúc sau, và H'1 bằng H' là độ cao của ảnh lúc sau.
thì người ta nói là để thấu kính cho ảnh não cùng chiều, có cùng chiều cao như trên, tức là độ cao ảnh lúc sau, tức là A'1, B'1 bằng độ cao ảnh lúc đầu. Thì bây giờ ta chú ý nhìn vào cái hình, thì các em cũng xét tam giác OA1, B1 và tam giác OA'1, B'1, cái đường màu đỏ. Và ta cũng có hai cái tỷ số OA1 trên OA'1 bằng A1, B1 trên A'1, B'1. Các em thay thế ký hiệu vô. OA1 là D1 là vị trí của vật lúc sau. OA'1 là D'1 là vị trí của ảnh lúc sau. H trên H'1. Và cặp tam giác thứ hai. Và các em nhớ thay cái tỷ số này bằng 1/2. Tại vì ảnh lúc sau là mấy? Là 8 cm. Nha. Cặp tam giác thứ hai là OIF phẩy và A'1, B'1, F phẩy. Thấy chưa? Ta có OI trên A'1, B'1 bằng OF phẩy trên A'1, F phẩy. Và các em để ý cái cạnh A'1, F phẩy thì các em sẽ thay thế bằng OA'1 cộng cho OF phẩy. OA'1 là D'1 cộng cho F. Rồi ta ghi lại, ta nhớ đây là cộng rồi nha. Như vậy từ 1 và 2 em tính ra được tỷ số này, và các em thay tỷ số này bằng 1/2. Và có F tiêu cự ta đã tính, người ta đã cho, thì các em tìm được D'1, các em nhân chéo lên thì ta tính được D'1 bằng F bằng 20 cm. Có D'1, thay D'1 vào 1 thì các em tìm được D'1 là 10 cm. Và người ta hỏi mình là di chuyển vật theo chiều nào, lại gần hay ra xa thấu kính á, thì ta giải thích vì D lúc đầu là 30 cm, lớn hơn D1 là 10 cm, như vậy phải di chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn. A bằng D1, xin lỗi, bằng D trừ cho D1 là 20 cm. Thật sự ra bài số 3 này cũng không phải là bài khó. Đó là hai bài, bài số 3 thành hai bài. Một bài là ảnh thật và một bài là ảnh não. Ta qua bài số 4. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự F. Cho biết vật, cho ảnh thật và ảnh cao gấp 3 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là 120 cm. Bằng phép vẽ, xác định vị trí quan tâm các tiêu điểm, tính tiêu cự F. Hình như thế này. Ảnh cao gấp 3 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là 120 cm. Đó chính là đoạn A, A phẩy. Bằng phép vẽ hay xác định quan tâm, thì bài này nó chính là cái dạng của bài 1. Em nối B, B phẩy, xác định quan tâm. Em vẽ tia tới song song trục chính, tia ló đi qua B phẩy, cách trục chính tại F phẩy. Vậy câu A này rất dễ rồi đúng không nè. Phần tóm tắt: A phẩy B phẩy bằng 3AB. Ta nhớ tóm tắt đúng. Ảnh cao gấp 3 lần vật. Rồi A, A phẩy, khoảng cách từ vật đến ảnh, chứ không phải là khoảng cách từ vật đến thấu kính. Cho nên là các em phải đọc kỹ. Thì đó là A, A phẩy. Thì ta cũng gọi D là OA, D phẩy là OA phẩy, AB là H, A phẩy B phẩy bằng H phẩy. Cách làm cũng tương tự. Ta cũng xét cặp tam giác OAB và OA phẩy B phẩy. Ta cũng có tỷ số OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Và các em nhớ, các
Em phải để ý phần tóm tắt, em thay vô đây. Ở bài trước thì mình không có thay gì hết, tại vì mình đúng, người ta không có cho gì hết. Bây giờ người ta cho A phải B phải bằng 3AB, thì em thay vào đây thì cái tỷ số này sẽ bằng rút gọn 1/3. D trên D phẩy bằng 1/3 thì mình phải tìm cái D D phẩy. Muốn tìm tiêu cự mình phải tìm cái D D phẩy trước. Và cái này thầy đã nhắc trong cái phần phương pháp đó, có cái dạng bài tập này thì mình phải tính liền cái D D phẩy. Từ đây mình suy ra D phẩy bằng 3 lần D. Rồi các em lại biết AA phẩy thì bằng cái gì? Bằng OA cộng cho OA phẩy. Như vậy ta có D cộng D phẩy bằng 120 cm. Từ 2 và 3 thế vô, em sẽ tính được D bằng 30 cm. D phẩy bằng 3D, như vậy cái này là 4D và 120. Từ đó ta tính được D bằng 30 cm và D phẩy bằng 90 cm. Đó, ta phải tính được hai cái đại lượng này, các em nhớ. Rồi các em mới xét tiếp cặp tam giác thứ hai để ta tìm tiêu cự của thấu kính. Tam giác OIF phẩy và A phẩy B phẩy F phẩy giống như bài trước. A phẩy F phẩy các em thay bằng OA phẩy trừ cho OF phẩy. Và cái tỷ số này cũng bằng 1/3. Có D phẩy rồi, như vậy từ hệ thức số 4 này ta có thể tìm được tiêu cự là 22,5 cm. Thì cái bài số 3 là một dạng bài tập và bài số 4 là một dạng bài tập. Thì các em nhớ kỹ hai cái dạng này. Khi người ta cho ảnh cao gấp mấy lần vật thì thường người ta hỏi mình cái tiêu cự thấu kính. Thì qua nội dung 4 bài tập này thì chắc phần nào là các em cũng được luyện tập thêm về cái hình vẽ, cách dựng ảnh cũng như là cái phần tính toán. Thì các em sẽ xem kỹ lại những cái bài tập, những cái câu C ở trong các tiết trước và 4 bài trong cái tiết học này. Rồi các em luyện tập thêm những cái bài thì cho thêm trong cái phần bài tập, thì chắc chắn là các em sẽ làm được bài tập về thấu kính. Thì tiết học đến đây là kết thúc. Thì thầy dặn dò các em một số nội dung. Các em luyện tập về nhà, các em luyện tập lại cách dựng ảnh, tức là phần vẽ hình đó. Xem kỹ lại cái bài giảng này nha, để nhớ cách trình bày một cái bài tập tính, đặc biệt là cái bài số 3, bài số 4. Thực hiện các bài tập trong sách bài tập trong 105 có 2 bài. Vào trang web của trường, thầy đã đưa cái bài tập để các em lấy về các em làm thêm. Trong những bài tập đó thầy có cho đáp số. Và có những bài tập nào khó thầy có gợi ý, các em cố gắng các em làm. Bài tập về thấu kính là một trong hai nội dung bài tập của cái nội dung kiểm tra học kỳ. Bài tập trong cái nội dung kiểm tra học kỳ gồm có hai bài. Bài thứ nhất là truyền tải điện năng máy biến thế, và bài thứ hai đó là bài tập về thấu kính. Thì nội dung về bài tập của hai cái phần này là thầy đã hướng dẫn trong cái video rồi. Thì cái quan trọng là các em cần phải tự luyện thêm ở nhà, có đáp án đó, rồi các em xem lại và các em tự luyện thêm. Thầy chào các em.